Một khu vườn ở ngoại ô thủ đô Berlin của Đức. Đây là vườn rau trồng sẵn trên những mảnh đất nhỏ được cho thuê theo thời vụ. Nhiều người Đức đang tìm đến dịch vụ này khi lạm phát trong tháng 3 vừa qua khiến giá rau xanh tăng 15%. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, chủ vườn rau này năm nay đã phải mở rộng quy mô lên 3.500 lô đất. Dịch vụ này đang phát triển rất tốt trong vài năm qua. Trong hai năm qua do dịch COVID-19 và hiện nay thêm cả tình hình ở Ukraine, nhu cầu đã tăng lên rất nhiều. Mọi người thấy rằng thực phẩm ngày càng đắt đỏ và khan hiếm. Nếu bạn thuê một khu vườn, tất nhiên bạn có thể tự cung, tự cấp thực phẩm cho mình ở một mức độ nhất định. Với 229 euro, bạn có thể thuê một mảnh vườn gần 50 mét vuông cho mùa vụ một năm. Mức giá trên đã bao gồm cả cây trồng và dụng cụ làm vườn. Việc người thuê cần làm là chăm sóc cây trồng, thu hoạch và tiếp tục gieo trồng. Nhiều người dân Berlin tìm đến đây để thuê đất làm vườn như một thú tiêu khiển. Ở đây không chỉ có giá cả phải chăng mà bạn còn tìm được niềm vui. Bạn có thể tự tưới nước cho cây của mình và sau đó xem các loài cây, chẳng hạn như cà chua hay khoai tây phát triển, ra hoa, kết trái và sau đó tự mình thưởng thức thành quả. Buổi đầu tiên bắt đầu với việc hướng dẫn những người mới bắt đầu làm vườn. Tiếp theo là đánh dấu các mảnh vườn và sau đó là tưới nước cho những cây củ cải đỏ và rau diếp đã lên mầm. Những cây đầu tiên của lứa này sẽ có thể thu hoạch sau khoảng 4 tuần nữa. Theo thời gian, sẽ có khoảng 20 loại rau củ khác để thu hoạch như cải thìa, bắp cải, củ cải trắng và khoai tây. Một số người sẽ hài lòng với điều đó, nhưng có những người lại sẵn sàng lấm bẩn đôi tay mình và tiếp tục gieo trồng cây mới. Đây là lần thứ hai tôi thuê vườn rau. Năm ngoái, tôi chỉ tìm kiếm một sở thích phù hợp trong giai đoạn dịch COVID-19 và tôi thấy làm vườn khá tuyệt. Tôi đã xem xét lại vụ thu hoạch của mình vào năm ngoái, rồi tính toán giá rau hữu cơ trên thị trường, và tôi nhận thấy việc thuê vườn rau này có giá trị về mặt kinh tế. Dù sản lượng rau thu về còn phụ thuộc vào thời tiết và mức độ chăm sóc cây trồng, nhưng chỉ riêng việc thuê vườn rau trồng sẵn đã giúp những nông dân tự phát ở đây tiết kiệm được từ một nửa đến 2/3 chi phí sản xuất so với tự mình tạo dựng một vườn rau. Dịch vụ này hứa hẹn là một giải pháp thích hợp cho người dân không chỉ ở Đức mà trên khắp thế giới trong bối cảnh giá cả thực phẩm tăng cao như hiện nay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.